rồi chị nói thêm về cái tay cho cưng nha. Cắt tay áo, cái áo cổ tròn nè, đồ bộ thun mà không có ben nè ha. Cái cổ tròn thì khi cắt tay thì cưng sẽ đo từ đây nha. Cái này đã chị cốt vô. Đây, cưng sẽ đo từ cái dấu này nè ha. Cái dấu này xuống để mình cắt tay nha, cái đường phấn trên nè ha. Cái hạ nách là đo từ đường dưới này thì nó 19 nha, nhưng mà cưng đo từ đường trên nó sẽ là 20. Nhớ là cắt tay mình đo từ đường trên, đo một đường thẳng này không mà chứ mình không cần đo đường cong nha. 20. Thì bây giờ là mình tiếp giải qua mình làm tay. Ở đây chị hướng dẫn cưng 3 form tay luôn, để cưng sau này cưng ứng dụng như những cái áo khác, mình không có cần chỉ tay lại nha, không có cần hướng dẫn lại. Bây giờ cái form tay thứ nhất ha. Thì cưng trước tiên là cưng đo cái nách áo của mình. Cái nách áo của mình là lúc nãy mình đo 20 ha, thì ngang tay cưng giảm lại một phần nè ha, là còn 19 nè ha, cưng nhìn là rõ ràng nè ha, giảm lại một phần còn 19. Chị gọt bỏ luôn nha để cho cưng nhìn thấy đó, 19 mình gọt bỏ là mình xếp vải qua 19 đó. Nó có ba cái form tay thì chị sẽ hướng dẫn cưng từng ly để cưng hiểu cái này. Bởi vì chị vẽ cho cưng nhanh không được, vẽ cho cưng nhanh thì nó sẽ thiếu sót, rồi sau này chị vẽ một form tay rồi cái áo sau cưng lại phải so sánh tiếp nó cực ha. Chị làm một lượt luôn ba cái luôn. Rồi chiều ngang là 19. Đây ha, đúng 19 ha. Rồi cưng hạ cái tay xuống. Hạ từ đường phấn trên này nè ha. Cưng hạ xuống. Là kích chia 10 cộng 3. 1 phần 10 kích cộng 3 ha. 1 phần 10. 1 phần 10 kích cộng 3. Đây. Kích của mình là 90 thì 1 phần 10 là 9. Cưng cộng 1 2 3 là 12 ha, cưng hạ xuống 12. Thì ở cái cách mà hạ xuống kích chia 10 cộng 3 thì chiều ngang này mình nhớ là giảm hơn hạ nách 1 ha. Rồi cưng cũng kẻ cái đường này làm một đường xéo. Cưng cũng kẻ cái đoạn này ra một đường xéo. Rồi cưng cũng chia ra làm 3 phần. Đây, cưng chia ra 3 phần bằng nhau. Đây ha, cưng chia ra 3 phần bằng nhau. Rồi cưng vẽ từ đây lên 2 phần. 2 phần ha. Đây ha, chị ghi ha, đây lên 2. Đó, 2 phần cứng tí xíu là được rồi. Rồi cưng vẽ cái tay thì đặt cái thước lên vẽ. Cái này ở những cái tay khác chị có hướng dẫn nhưng mà nó không có cụ thể giống như chị hướng dẫn cho cưng ha. Đây, ở ngoài bìa này nè, cưng bỏ vô 2 phần. Từ ngoài bìa bỏ vô 2 phần, bắt đầu cưng đặt cái thước. Cưng vẽ. Cưng bắt đầu từ 2 phân nè, cưng vẽ tới cái chỗ mà mình chia ra 1/3 đầu tiên nè ha. Rồi cưng lại dời thước xuống. Cưng vẽ xuống giống như thường lệ ha. Nó chỉ là khác cái chỗ là chị hướng dẫn kỹ hơn nha. Rồi thêm nữa là tới chiều dài, chiều ngang tay rồi ha, tới chiều dài tay. Thì chiều dài tay của mình là 18. Số đo của mình là tay 18. Thì cưng sẽ cộng lai vô, 2 phân lai là 20. Với 1 phân đường mai tay ở trên là 21. Tổng cộng là cưng đo chiều dài 21. Cưng thích mai tay bao nhiêu thì cưng cứ cắt bao nhiêu ha. Rồi ở cửa tay thì cưng sẽ cho nó ngã vô 2,5 nè ha. Ở cái độ hạ của tay áo là 1/10. 1/10 kích cộng 3 thì là cưng sẽ cho cái tay mình thụt vô, cửa tay mình thụt vô 2,5. Rồi cưng cũng chia cửa tay ra làm hai, cưng cũng đá lên 5 ly ha. Rồi cưng cắt vẽ cái đường này cong vô. Cái đường này cưng cắt thẳng cũng được mà cưng gạch theo thước cũng được nha. Cưng ốm theo thước cũng được. Là nhớ ở đây vô 2,5 nè. Vô 2,5. Rồi ha, chị để cái này qua một bên. Cái này thì lõm xuống đây là lõm xuống đây là từ 3 đến 5 ly, nhưng mà cưng có thước thì cưng cứ làm theo thước khỏi mất công tính nha. Cưng có thước là cưng kê theo thước cái là chính xác luôn ha. Rồi cái form tay này là form tay số 1. Rồi chị vẽ, chị hướng dẫn vẽ 3 form tay rồi chị sẽ giải thích cho cưng biết tại sao mình phải cắt 3 form tay.
Cái này mà nếu hướng dẫn ở trên đó thì nó sẽ lâu lắm, cho nên chị làm mấy cái này để mình sử dụng nội bộ nha. Rồi phơm tay số 1 ha, chị có lưu rồi. Tới phơm tay số 2 đây. Phơm tay số 2 thì cưng cũng đo cái thân áo mình. Cưng cũng đo cái thân áo nha. Đây, cưng cũng đo thân áo. Cưng cũng đo thân áo từ cái vị trí trên đây. Mình đo xuống tới đây là cũng là 20. Rồi, 20. Xong tiếp tục nữa thì cưng sẽ xếp tay vải ngang này khác hơn nha. Bây giờ mình sẽ hạ cái tay xuống 1/10. 1/10. 1/10 kích cộng 5. Lần này mình cộng khác hơn nha, cưng so sánh nè. Ở đây mình cộng có 3 nha, ở đây mình cộng 5. Đây cưng nhìn chị đo vô nè. Ha, cái đường này mình hạ có 12 thôi. Ở dưới này mình hạ tới 14 rồi. Tại vì 9 mình cộng 3 là 12, ở đây 9 mình cộng 5 là 14 nha. Đó, ở đây dài hơn. Thì cưng hạ cái độ hạ xuống dài hơn thì chiều ngang cưng phải giảm nhỏ lại. Đây, lúc nãy là ngang tay này mình trừ 1, 20 mình trừ 1 là còn 19. Ha, hồi nãy mình đo cái thân áo 20 mình trừ 1 là bằng 10. 19. Bây giờ ở bên này ha, cũng là 20. Nhưng mình phải trừ đi 2. Nó còn chỉ 18 thôi. Ha, là chiều ngang tay này nhỏ lại 1 phân. Cái độ khoét xuống sâu hơn, nhỏ lại. Thì cưng muốn mặc cái phom tay đứng ôm gọn thì cưng may cái phom tay số 2. Để cho cái chiều ngang nó gọn, nó nhon lại. Cái này đừng may chung nha cưng, chừng nữa cưng may vô, đừng may vô. Đừng may 1 phân rưỡi. Thì cái tay mình mặc nó rất là gọn, rất là nhon. Mà mình đưa tay lên thì nó không có thoải mái giống như là cái tay, giống như là cái tay phom thứ số 1. Cái tay phom số 1 là ở trung bình, cưng vừa mặc, cưng vừa lao động được, cưng vừa mặc đi sớm được, nó đẹp. Còn nếu mà cưng may cái tay phom tay số 2 thì nó cực kỳ đẹp. Là đồ này mặc cái phom tay này thì mình không có lao động chân tay nhiều. Tại vì đồ này nó mặc nó sang hơn. Đồ này là mặc để mình nói chung là vui chơi tiệc tùng gì đó. Hay là ở nhà mình mặc cái phom đồ nó lịch sự hơn. Mình ít có phải rửa chén, mình làm cái này cái kia cái nọ, nó sẽ dễ bị vướng cái tay. Nhưng mà mặc nó đẹp. Cái lợi thế đó là đẹp, nhưng mà mình đưa tay cao lên nó bị vướng một xíu. Rồi ha. Nếu như mà ở cái tay áo này thì để chị gặp cái đường này chắc là chị giải thích nha. Cho nên chị làm của cưng hơi bị chậm một chút, nhưng mà cưng học một form là xứng đáng một form. Còn như mấy bạn mà không có tập trung như cưng thì chị không thể làm như vậy được. Làm như vậy thì mấy bạn không có quan sát kỹ sẽ phí công của chị, thành ra chị làm khác hơn. Rồi cái này là xếp ngang chỉ có 18 thôi ha. Đó, cái tay áo mình xếp ngang 18. Thì cưng thấy nó so sánh nha. Cái tay nè, ở đây nè, mình hạ nó ít thì mình giảm vô nhiều. Ở đây mình hạ xuống nhiều thì mình giảm vô ít. Là tại sao? Tại vì là ngang cái tay của mình nè, mình giảm chiều ngang vô nhiều nè. Mà mình giảm cái này vô nhiều nó sẽ chật. Nó sẽ chật lai tay. Rồi một chút chị sẽ cắt ra từng tay nha. Rồi cái lai tay thì cưng cũng vét lên y như vậy. Cái độ mà ngã vô mỗi cái tay nó khác nhau. Rồi để một chút nữa chị làm một cái nữa rồi cưng sẽ hiểu. Rồi tới cái phom tay số 3. Cái phom tay là phom tay số 3. Thì ở cái phom tay số 3 là mặc thoải mái nhất. Thí dụ như cưng may cho mấy chị em mà đi làm việc lao động chân tay, đi bán hàng hóa mà bán hàng bông hay là rửa chén gì đó, hay là lao động đi làm vườn đồ đó, là cưng nên may cái phom tay này. Cái phom tay này thì cái lợi thế của nó rất là thoải mái, nhưng mà mặc lên nó không có sang. Mặc lên là nó không có sang như cái phom tay số 2 của mình. Mà mặc lên thì nó có sự thoải mái. Thí dụ như là tập thể dục, chạy, nhảy rồi thì mặc cái này nó thoải mái, vui chơi ha. Thì nó thoải mái. Nhưng mà mặc nó không đẹp bằng. Tại vì cưng khoét cái tay này cạn thì mặc nó sẽ, cái nắp nó sẽ bị đùng một chút. Nhưng mà nó thoải mái. Tại cưng đưa lên nó giống như là mình giang tay ngang, nó cũng không chặn gì hết nha. Đây thì ở cái phom tay này thì cưng hạ xuống là kích chia 10 không cộng ha. 1/10. 1/10 kích. Mình không cần cộng gì cả, kích 90 mình hạ xuống 9 nè. Ha. Rồi. Rồi cái ngang tay. Ngang tay thì cưng lấy đúng, cưng không trừ gì cả. Đây. Cái nách mình nãy mình đo 20 thì giờ mình cứ đo ngang đúng 20. Ha. Rồi bây giờ chị sẽ gạch cái đường này để mà chị cắt bỏ ha, này là 20 nè. Rồi ha,
Ở chỗ này là cưng vô nhiều sâu hơn nè, cưng vô nè, nó gần 3 phân. Là tại vì nếu mà cưng vô cái này mà ít quá thì nó rộng cái cửa tay, nó rộng ra nó bạc ra nó không đẹp nha. Cho nên là cái này cưng vô, cái độ ngã vô này nè là từ 2 phân cho tới 3,5 là tối đa ha, 2 phân tới 3,5 là tối đa. Mình thích túm này mình túm vô một chút, nhưng mà túm quá nó không đẹp, tại vì cái phơm tay này nó rộng. Rồi mình cái lai tay thì mình cũng chia hai để mình vét cái tay lên. Rồi bây giờ chị cho cưng so sánh lại cái này nha. Cái phơm tay này là sâu nhất, cái phơm tay này là trung bình, cái phơm tay này là khoét cạn nhất. Thì nó khác nhau ở chỗ nào? Đây, cái phơm tay giữa của mình là mình khoét vòng lên hai, nhưng mà phơm tay đứng mình phải vòng lên 2,5. Cưng nhìn có cái độ khác nhau nha. Mình hạ sâu thì mình khoét cái này dung lưng nhiều, cái này hạ vừa vừa thì là 2 phân, tới đây còn có 1,5 thôi. Cưng nhìn ha, cái độ khoét nó lơi. Thì ở từng cái phơm tay nó có từng cái độ lơi khác nhau. Cái phơm tay đứng nhất nó dung lên nhiều nhất, cái phơm tay giữa nó giữa, cái phơm tay nhỏ nó nhỏ hơn ha. Thì chị cắt ra luôn rồi chị sẽ so sánh lại cho Cưng xem. Bây giờ chị cắt từng phơm nha, phơm nào cũng chị cắt trước cũng được. À chị quên nói cái chỗ này nữa nè, ở đây nè là cưng cái tay này nè, là cưng cong lên hai thì cưng ở ngoài bỏ vô hai, bắt đầu cưng đặt thước cưng đánh. Ở đây cong vô 2,5 thì cưng bỏ vô 2,5, bắt đầu cưng đặt thước cưng đánh. Ở bên kia cũng tương tự vậy nha, 1,5 thì cưng vô 1,5 cưng đánh. Tuy là có thước nhưng cưng đặt đúng vị trí thì nó mới đẹp. Cái tay này khó mai nha, khó vô nhưng mà vô nó đẹp. Rồi chị cắt bình thường hết nha. Còn cái tay thì cưng thích dài thì cứ cắt dài xuống ha. Rồi chị cắt cái phơm số số tiếp theo ha. Rồi chị cắt xong rồi chị so sánh cho cưng xem nha. Cái tài liệu này mà lỡ như mà em có gửi cho các chị thì các chị thông cảm giùm em nha. Tại cái này em làm đầu tiên là cái yêu cầu của cái bạn này thì là em gọi là em, cho nên là em phải nói chuyện với bạn này bằng cách như vậy. Rồi khi mà mấy chị có nhận cái video này thì mấy chị thông cảm cho em. Đây là hai form ha, chị cưng thấy chị đo lên, đo bên này cưng sẽ khó, đo bên này đi. Đây ha, cưng nhìn chiều dài nè, mình bằng nhau nè ha, chiều dài mình bằng nhau. Cái độ cong của mình nó sâu hơn nè, cưng thấy không? Bên này với bên kia nó sâu Kia hơn. Sao cưng? lật ngược bên kia dễ thấy, bên kia Bên kia vẫn à, tùm bên đó ở lum đó. Ừ, đó dễ thấy đó. à. Rồi ha, bên này là mình đổi ngược lại ha. Chị em thấy nó bằng chứ không phải nha. Mấy đứa nhìn nhìn thấy nó bằng nhau nhưng mà không có phải. Đây nè, cái đường ngang tay mình là tính ngay chỗ này, chừng nữa ngay nách nè. Đó là cái tay dưới nó lớn hơn cái tay trên nha, nhưng mà chiều dài mình vẫn bằng nhau ha, chiều dài mình vẫn bằng nhau, cửa tay mình vẫn bằng nhau, rồi thấy không, cái cửa tay mình vẫn bằng nhau. Rồi nó chỉ khác là ở chỗ này thôi. Đây thì chuyện nữa, nếu mà mình mang cái phơm tay này là thẳng tuyệt đối, cái phơm tay này là dùng nhẹ, cái tay này dùng nhẹ, nhưng mà mình tổng cái độ cong mình này ha, mình ra tổng độ cong nha, tổng độ cong nha. Thì cái tay này của mình nè, cái tay mà khoét sâu nè, nó dư hơn một chút xíu so với cái tay khoét cạn hơn. Là nó dư này là không phải sai nha, tại vì cái tay mà mình khoét càng sâu thì mình phải càng vô tay, mình phải càng cho cái độ dung cái tay nó nhiều hơn nên nó mới đẹp, nó mới đứng tay ha. Cho nên là cái tay này nó hơi dư lên một chút, để chừng nữa mình giặt mình rút lại cho nó dung. Nhưng mà nếu giải thun thì mình không có dằn, thì mình sẽ vô tay, mình sẽ tra cái tay mình, để cái tay mình dùng lại một chút xíu nha. Mình để cái tay mình hơi dùng lại chút xíu mình vô, thì khi đó là chị sẽ gửi cái video để mà hướng dẫn cái cách may, hoặc là cưng sẽ gọi vô cho chị sẽ hướng dẫn ha. Cái này nếu như mà bạn nào vô chưa có rành thì chị sẽ lấy cái video chị gửi qua. Rồi tiếp tục chị cắt cái form số 3 nha. Cái form số 3 là thường là đồ chợ người ta hay áp dụng nhất, tại vì dễ may, thuê cái người không có biết kỹ thuật may rằm người ta vẫn may được nha. Người ta vẫn may được là bởi vì cái tay này nó dễ may lắm, nó không có cần kỹ thuật nhiều. Mà mặt nó cũng không có kén người, nó ai mặc vô cũng được, nhưng mà nó không có đẹp sắc sảo thôi. Nó trung bình thôi ha. Đây thì chiều dài tay vẫn như nhau. Ba cái tay hiện tại chiều dài vẫn như nhau. Ba cái tay mình không có xê dịch gì cả. Cửa tay của mình á thì nó tương đương nhau.
tại vì cái form tay rộng thì mình nhích ra chút cho nó rộng thôi. Cái form tay thoải mái thì nhích ra, còn chị em muốn cho nó bằng thì chị em cứ gọt vô nha. Rồi ba cái độ chênh lệch nó khác nhau ở chỗ này đây, nhưng mà mình á, thì mình may chung mình cho khách thì mình cứ chọn cái form tay số 1 nha. Còn nếu mình thích tinh tế thì mình chọn số 2, còn mình thích rộng rãi thoải mái để lao động thì mình chọn số 3. Rồi mình chọn giữa cái số 2, à, giữa cái số 1 và cái số 3 đây. Đây chị em sẽ đo tổng cộng cái vòng cong của nó nha. Đây nè, mình đo cái vòng cong. Chị em mình thấy vẫn vô tay vừa, đừng lo lắng nha, nè ha. Nó lệch nhau 1-2 ly không có sao hết. Cho nên là mình vô là nó vẫn vừa bình thường. Thường là cái tay mình khoét càng sâu thì cái độ vòng lên mình phải cho nó dung lên càng nhiều. Thì cái tay khoét sâu thì vô nó đẹp hơn, nó dung lên nó sẽ đẹp hơn. Cái này nó dư hơn cái tay kia khoảng tầm, tại này về giấy thiếu mình xếp như nó thiếu khoảng tầm 3 ly đến 5 ly. Rồi cái tay tiếp theo nó dư hơn 5 ly, khoảng tầm 5 ly đến 7 ly. Cho nên là cái tay mình khoét càng nhô lên cao thì cái vòng mà nó hơi dài một chút để mình vô cho nó đẹp chứ không phải là sai nha. Rồi chị nói về ba cái form tay rành rồi ha. Bây giờ nếu như mà cưng đem cưng ứng dụng cho người trung bình. Trung bình thường nhất là cưng xài cái form tay số 2 này nha. Ê, số 1 này nha, xin lỗi. Số 1 này nha, số 1 này là cơ bản nhất, là hay xài cái form này nhất. Rồi ha, cái tay chị đã làm xong. Cái form số 2 thì cưng nhớ là khi mà chị may đồ chị đi sớm là chị xài form số 2. Mặc cho nó gọn, tuy là cưng có béo chút xíu, cưng may cái form số 2 mặc lên nó gọn. Còn nếu như mấy bạn ốm á, thì mấy bạn ốm thì mặc cái form số 3 này nè, sẽ nhìn thấy mình mập lên. Nhưng mà nó đùng cái nách nó không khéo bằng. Rồi ha, tay xong rồi, giờ kết thúc cái video dùm chị để mà chị làm cái tiếp theo.